Em kiểu hai cho nè nó nối lại với nhau, hai cho nè nối lại với nhau này, nếu tao tháo hai cho nè đi chỉ một bóng sáng thôi đấy, thì tao nối hai cho nè vào với nhau. Bây giờ ta nối thêm vào đây nữa, ta đổ thêm vào đây nữa, nối cho nè đổ thêm vào nữa đấy, nó bằng sáng bình thường, hai chân nè đổ nối với chân âm đấy.